Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính gửi đến quý vị bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn, phai đoàn, nhạc đảng, vô cảm tăng cao. Có âm mưu Cộng sản, còn lật Cộng sản cha do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Với viễn ảnh nền kinh tế sẽ tuột dốc do hậu quả của nạn dịch phát xuất từ Vũ Hán, Trung Cộng, tên khoa học là COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn vì đã lệ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung cấp nguyên liệu, vật tư từ Trung Hoa. Một ước tính của ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam, cho thấy đám mây đen đã bao phủ Việt Nam. Ông nói, trong thế giới này chẳng có doanh nghiệp nào, quốc gia nào có thể tự mình làm từ A đến Z. Nhưng riêng khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 30% tổng lượng khách nước ngoài tới Việt Nam, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 35% kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam, linh kiện phụ tùng cho các ngành dệt may, da dạy, túi sách, điện tử nhập từ Trung Quốc chiếm tới 50-60% tới tổng giá trị đầu tư vào cho sản xuất thì khó, có thể yên ổn được. Chuỗi giá trị toàn cầu mà Việt Nam là một mắt khâu đang trở nên mong manh và dễ bị tổn thương. Với tình trạng này thì khi doanh nghiệp Trung Quốc hắt hơi, doanh nghiệp Việt Nam không sổ mũi thì mới là chuyện lạ và tác động của Covid-19 chỉ là một ví dụ. Theo một Thế Giới ngày 25 tháng 2, 2020. Trong khi đó, hai tác giả Nguyễn Quang Thái và Bùi Trinh đã viết trên Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày 27 tháng 11, 2019. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có chung đường biên giới dài 1.281 số với Việt Nam. Quan hệ thương mại giữa hai nước như một sự tất yếu và nếu có chính sách đúng thì có lợi cho sự phát triển của cả hai nước. Tuy nhiên, trong quan hệ này, phía Việt Nam luôn bị thâm hụt thương mại và tình trạng ngày càng trầm trọng do Việt Nam hầu như không chịu thay đổi gì trong nhiều năm qua, sản xuất luôn phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào. Với hậu quả do lệ thuộc vào Trung Cộng quá nhiều và quá lâu, nên kinh tế Việt Nam sẽ còn bị điêu đứng vì nạn dịch Vũ Hán chưa có dấu hiệu chấm dứt trên toàn thế giới. Tình trạng này sẽ khiến cho các nước rút bớt hay đình chỉ đầu tư vào Việt Nam trong những tháng còn lại của năm 2020 và sẽ lan qua năm 2021 khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam dự trù có Đại hội Đảng thứ 13. Trước bằng chứng một nước Việt Nam không dám từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản vì tàu chưa thay đổi khiến cho đất nước mất tự chủ và không tìm được lối thoát. Chung nên tình trạng một bộ phận không nhỏ thanh niên tương lai rường cột của đất nước đã chán đoạn, nhạt đảng là chuyện đương nhiên. Bằng chứng này như đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cảnh giác tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11 ngày 11 tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội, ông nói đặc biệt đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng có ý thức nhạy bén chính trị tích cực đấu tranh ngăn chặn phản bác những thông tin và luận điệu sai trái tăng sức để đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch nhất là trên mạng xã hội tránh tình trạng nhạt đảng khô đoạn xa rời chính trị vậy căn bệnh này đang đe dọa đảng ra sao? một bài viết của truyền giáo ngày 23 tháng 3 năm 2020 giải thích nhận diện và khắc phục tình trạng khô đoàn ở một bộ phận thanh niên hiện nay, hay nói khác, đi là phòng ngừa bệnh phai đoàn là một trong những vấn đề cần thiết để khắc phục bệnh nhạt đảng trước một bước. bài viết giải thích tiếp phai đoàn là quan niệm dùng để chỉ sự mờ dần của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên theo đó tổ chức đoàn không giữ được vị trí vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên đoàn viên thanh niên không giữ được mục tiêu lý tưởng tinh thần sung kích sáng tạo cống hiến của tuổi trẻ cũng có thể hiểu biểu hiện có bệnh phai đoàn ở một bộ phận thanh niên là sự thiếu niềm tin vào tổ chức đoàn không giữ được lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của người thanh niên theo cách mạng. Tiếp theo của chứng bệnh khô đoàn nhạc đảng của thanh niên là sự hoài nghi, mất tin tưởng của họ vào chủ nghĩa mắc Lên Ninh và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Bài báo phân trần. Thứ hai, hoài nghi phủ nhận chủ nghĩa mắc Lên Ninh, tư tưởng Hồ Chí Minh vì nhạc đảng khô đoàn nên một bộ phận thanh niên đã có những biểu hiệu sai lầm trong nhận thức khi cho rằng chủ nghĩa Mark Lenin ra đời cách đây 170 năm. Ngày nay, loài người đã bước sang thời đại kinh tế tri thức, cho nên chủ nghĩa Mark Lenin đã trở thành lạc hậu. Hoặc chủ nghĩa Mark Lenin chỉ nói về giai cấp và đấu tranh giai cấp mà không đề cấp đến lợi ích dân tộc do đó không phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam. Những nhận Thức ấu trị đó, điều vô tình hoặc cố ý vào hùa với những tư tưởng cực đoan, phát động muốn phủ nhận chủ nghĩa mác-lênin, đối lập chủ nghĩa mác-lênin với tư tưởng hồ chí minh, nền tảng tư tưởng của đảng ta. Thế rồi sau nữa, bài có tuyên giáo báo động, từ đó một khoảng trống về tư tưởng sẽ được tạo ra để tư tưởng phi vô sản dễ dàng thâm nhập vào thanh niên. Đây là con đường ngắn nhất dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa trong bản thân thanh niên. Từ hoài nghi, phủ nhận chủ nghĩa Bắc lên Ninh, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ dẫn đến sự thờ ơ, vô cảm, không bàn luận về chính trị, không cần bày tỏ quan điểm thì thường thuận theo số đông để lên tiếng cho có, không có chính kiến, nghi ngờ tính hiệu quả của sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý, điều hành của nhà nước những người này chẳng những không có tình cảm cách mạng và tình yêu tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa mà còn thiếu bản lĩnh chính trị dẫn tới tình trạng phân liệt tư tưởng dễ dàng bị các thế lực thù địch lợi dụng mua chuộc khống chế để thực hiện âm mưu thủ đoạn cộng sản con lật đổ cộng sản cha trong chiến lược diễn biến hòa bình của chúng như thế chỉ là dự đoán hãy hoàn toàn tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất của hậu quả chán đoạn nhạt đảng bởi thanh niên dù nhiều hay ít thì tình trạng giới trẻ không còn tha thiết với chuyện viễn vong đảng đoàn và chủ nghĩa bắc linh ninh và tư tưởng hồ chí minh cũng rất đáng báo động càng nguy kịch hơn khi vấn đề được đưa ra thảo luận công khai trước thềm đại hội đảng thứ 13, trong khi chuyện chạy chức chạy quyền và chạy được quy hoạch vào ban chấp hành trung ương đảng đang huyến náo như cái chợ theo lời nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, tờ báo lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.